mùa này rồi đi là cua rất là ngon. Mùa cứ qua Tết bắt đầu là tháng 2, tháng 3, tháng 4 là cua rất ngon. Và cô nhà cô thì hay mua cua ở Nghệ An. Nghệ An là người Nghệ An người ta gửi ra. Đấy. Cái con cua thì nó phải vàng mà nó chắc cua. Đấy, thì là cua ngon. Đầu cô chỉ làm đồ cua cho chồng với con ăn thôi. Thế nhưng mà vì là miền đam mê, cô thích nấu ăn. Thế và thì cô lại quay ra cô bán lẩu. Món lẩu riêu cua bắp bò này thì nó có sườn sụ, chả cá, giò tai, đậu rán và thịt bò. Cô lựa chọn cái món riêu cua bắp bò này nó là truyền thống. Từ xưa đến nay người Việt là lúc nào cũng thích ăn những cái món mà của quê hương đồng gió lộ. Thì cái món lẩu riêu cua này, sườn sụ này thì khách ăn không bao giờ chán. Còn không những là khách người Việt một tuần có thể ăn 2-3 buổi. Và khách nước ngoài thì có cả Hàn Quốc, cả Trung Quốc, cả Nhật. Chung là cái lẩu của cô kể cả Việt Kiều nước ngoài người ta cũng đến ăn nhiều. Cái món này là món đặc biệt nổi tiếng ở miền Bắc, miền Trung Bắc Bộ. Món ăn lẩu cua đồng này của anh là đi kèm nước chấm, quả chanh, sấu và hành chung. Lẩu cua đồng này ăn kèm với lại thứ nhất là bò, thứ hai là bún nái và kèm các loại rau mát, rau mồng tơi, rau dền đỏ, rừng trắng và hoa thiên lý, rau mướp và quả mướp. Và kèm với cái đồ rau thơm là xà lách, kinh giới, cân chuối thái và tía tô. Thì sẽ mát mát cho cơ thể và nó bổ có thịt bò ăn kèm với cua thì nó rất chi là bổ. À, nó chua chua dễ ăn. Và nhất là trong cái mùa lạnh thì có một cái bát bún riêu cua mà nóng hổi để ngồi xì xụp thì thích lắm. Bắt đầu ăn bao giờ chị cũng sẽ thử nếm nước trước. Đầu tiên là cái vị rất là thanh và ngọt và đặc biệt là không hề có mùi vị tanh, cuốn nó rất là nhiều và nó không phải là một cái dạng mà người ta hay làm độn ở bên ngoài mình hay thường ăn đấy. Và rau đặc biệt là cái vị rất là ngọt.